Trưa ngày 27 tháng 7, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, tối ngày 26 tháng 7, ông Nguyễn Trọng Vạn, trú tại Phú Thượng, quận Tây Hồ, điều khiển xe ô tô trên đường Phạm Văn Đồng hướng về cầu Mai Dịch. Khi qua ngã ba Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, xe va chạm với một số phương tiện rồi đâm vào ba người đang uống trà trên vỉa hè trước số nhà 165 Phạm Văn Đồng. Hậu quả làm ba người bị thương được đưa đi cấp cứu bệnh viện E, trong đó có một người đã tử vong. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp lực lượng Cảnh sát 113, Công an quận Cầu Giấy, lực lượng y tế khẩn trương đến hiện trường giải quyết vụ việc. Qua kiểm tra, lái xe không có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy.